Tiết kiệm hàng chục triệu đồng chỉ với một chiếc đèn năng lượng mặt trời dùng suốt 10 năm. Chiếu sáng miễn phí trọn đời, mua một lần, dùng mãi mãi, nhanh tay đặt hàng ngay hôm nay. Nếu sân cổng nhà bạn đang tối om vì không có đèn điện hay nhà thường xuyên bị mất điện, nếu bạn đang chăn nuôi, có xưởng sản xuất, khu chuồng trại rộng lớn, ban đêm cần được chiếu sáng, nếu đường làng ngõ xóm quá tối, quá nguy hiểm, hãy lắp ngay một chiếc đèn năng lượng mặt trời để chiếu sáng tiện lợi mà không tốn thêm một đồng tiền điện nào. Nhà cửa sáng suốt đêm, trộm cắp cũng không dám tới gần. Đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng hoàn toàn nhờ năng lượng mặt trời, không ngấm nước nhờ tiêu chuẩn chống thấm IP67, không ngại mưa gió, sấm chớp, không hoen gì. Tích hợp mọi tính năng hiện đại, bền bỉ của một chiếc đèn chiếu sáng, tự động tắt bật và có cảm biến nhận dạng chuyển động. Đèn năng lượng mặt trời có thời gian chiếu sáng liên tục suốt 12 giờ và sạc đầy nhanh từ 6 tới 8 tiếng. Tuổi thọ của pin và đèn cao chiếu sáng tới 80.000 giờ, tương đương chiếu sáng liên tục suốt 10 năm. Dù những ngày nắng nhẹ, nhiều mây, đèn vẫn sạc năng lượng bình thường. Để lại ngay số điện thoại bên dưới video clip hoặc đặt mua trực tiếp qua link đính kèm video clip, đèn sẽ được giao nhanh đến nhà bạn và bạn có thể kiểm tra thoải mái, bảo hành đổi mới trong 1 năm, sản phẩm đúng như quảng cáo mới thanh toán. Chúc các bạn sớm có được sản phẩm hữu ích.